Theo các chuyên gia, cách dễ nhất để phân biệt tinh dầu thật, tinh dầu giả là nhỏ chúng ra tờ giấy trắng. Tinh dầu thật sẽ bay hơi rất nhanh và thường là bay hết chỉ sau 5 đến 7 phút. Còn tinh dầu giả sẽ để lại dấu vết trên tờ giấy, khó trả lại hiện trạng tờ giấy như ban đầu. Cách thứ hai là lắc mạnh chai tinh dầu. Nếu là tinh dầu nguyên chất, bọt nổi lên sẽ tan ngay khi dừng lắc. Còn tinh dầu giả, bọt nổi lên sẽ rất nhiều và sẽ rất lâu để trở lại như ban đầu. Cách thứ ba là nhỏ tinh dầu ra tay. Nếu là tinh dầu nguyên chất, chúng sẽ thẩm thấu rất nhanh vào da và không có cảm giác dính, giết lại. Còn tinh dầu giả, khi thoa lên tay, thường có cảm giác dính. Cách thứ tư, nhỏ tinh dầu vào cốc nước lọc. Tinh dầu thật sẽ không chìm trong nước và không hòa tan. Còn tinh dầu giả, những giọt này sẽ chìm xuống đáy cốc và tan vào trong nước. Cách thứ năm, nhỏ nước và tinh dầu vào một cái lọ, sau đó xóc đều. Tinh dầu thật ban đầu nổi bọt, sau đó kết lại với nhau thành một khối nổi lên trên mặt nước. Còn tinh dầu giả, bọt sẽ tan cùng với nước, không trở lại tình trạng ban đầu.